Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, Đảng bộ xã Tân Phúc long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã, mùng 3 tháng 1 năm 1950, mùng 3 tháng 1 năm 2020, nhằm ôn lại lịch sử và truyền thống tốt đẹp về vùng đất và con người Tân Phúc hôm nay. Đến dự có đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Tân Phúc. Tại buổi tọa đàm kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ xã Tân Phúc trong suốt 70 năm qua. Sau một thời gian phát triển, ghép cùng chi bộ xã Giao An, ngày 3 tháng 1 năm 1950, tại nhà đồng chí Lê Văn Uôn ở Làng Hồng, chi bộ xã Tân Phúc được thành lập. Chi bộ Đảng đã tiến hành đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1950-1952 với sự có mặt của 7 đồng chí đảng viên là Lê Văn Sót, Lê Văn Thêu, Hà Văn Thìn, Lê Văn Khết, Lê Văn Kỳ, Lê Văn Thương, Lê Văn Nhĩ. Đồng chí Lê Văn Sót được bầu làm bí thư. Chi bộ Tân Phúc ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới về chất của phong trào cách mạng, tác động to lớn đến tư tưởng, ý chí và tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc Tân Phúc. Từ nay, chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh đi đến thắng lợi ngày càng to lớn vẻ vang. Trải qua 70 năm, đến nay Đảng bộ xã Tân Phúc đã có 331 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học và trạm y tế. Đội ngũ cán bộ đảng viên luôn luôn phát huy kế thừa truyền thống thế hệ đi trước, có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phúc đã tập trung khắc phục mọi khó khăn thử thách, đoàn kết năng động, phát huy tốt những tiềm năng lợi thế của địa phương, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, đầu tư của các cấp các ngành để xây dựng Tân Phúc ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 21 kỳ đại hội, những thành tựu nổi bật xã đã đạt được thật đáng tự hào. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều nghị quyết giải pháp phù hợp để phát huy tốt tiềm năng lợi thế của xã, tranh thủ thời cơ vận hội, sự giúp đỡ của cấp tỉnh, cấp huyện, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 28 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,89%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, xã đạt 11 trên 19 tiêu chí, 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hệ thống giao thông phát triển tương đối hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, thúc đẩy nhanh, mạnh quá trình phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, trên 80% tuyến đường do xã quản lý đã được trải cứng hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi được củng cố đầu tư nâng cấp. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ nhân dân xã Tân Phúc đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị xã tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tập trung xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh, phát triển chăn nuôi, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng làng bản văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, quan tâm đến công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 và những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, tăng cường sự quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn bị tốt mọi điều kiện chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22.